Mịt hôm qua cái clip 18 phút là quay đoạn đầu được, đoạn sau mịt quay nhòe hết chứ. Ngoại tay đáng được. Nhòe hết. Mịt quay hay bị rúng. Rúng rồi các con. Anh cái đoạn mà trên trạng muôn đẹp mịt quay nhòe của. Khả năng xóa hết. Vậy thì có một được dài. Ừ. Tịnh clip ngắn. Được không? Được. Quay mà không có bao nhiêu người. Nẹt. Bị cự như thế này. Làm sao? Phân mạng khó hơn là phân cái gì? Phân cầm gì hết, phân gì mang tăng gì hết. Mà được không? Được lâu này.